Xin kính chào quý vị và nhà đầu tư. Chúng ta lại tiếp tục với cái chuỗi định giá 69 doanh nghiệp. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn về cái phần 4 trên 69 cái định giá doanh nghiệp này. Đó là định giá cổ phiếu NT2, cổ phiếu có tỷ suất cổ tức hấp dẫn. Như ở các cái clip trước, ở cái clip đầu tiên thì tôi đã trình bày về định giá cổ phiếu PPC. Ở clip thứ hai tôi đã trình bày về định giá cổ phiếu FPT. Và ở clip thứ ba hôm vừa rồi tôi đã trình bày về cổ phiếu ABI. Thì đến hôm nay phần 4 thì tôi cũng lại tiếp tục trình bày về một cái cổ phiếu có cái lợi suất cổ tức tương đối cao như là cái cổ phiếu PPC lần trước. Nội dung trình bày của tôi hôm nay gồm có 4 phần như sau. Thứ nhất là về tổng quan về cổ phiếu NT2, công ty cổ phần nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đấy ạ. Thứ hai là phân tích đánh giá cổ phiếu NT2. Thứ ba là dự báo kết quả kinh doanh của NT2. Và cuối cùng đó là định giá và đưa ra khuyến nghị đối với cái cổ phiếu NT2 này. Trước tiên là về tổng quan doanh nghiệp. Thì đây là doanh nghiệp nhiệt điện hàng đầu ở Việt Nam. Thì NT2 được thành lập từ năm 2007. Hiện nay có vốn điều lệ là 2.879 tỷ đồng, niêm yết tại sàn HOSE vào ngày 12 tháng 6 năm 2015. Trước đó thì nó đã được niêm yết ở sàn Upcom. Thứ hai đó là ngành nghề kinh doanh chính, đó là nhiệt điện khí với công suất 750 MW, cung cấp khoảng 4,5 tỷ kWh mỗi năm, tương ứng với gần 4% lượng cung điện ở Việt Nam. Chúng ta có thể thấy đây là biểu đồ giá cổ phiếu NT2 kể từ khi niêm yết trên Upcom ạ. Đến nay ạ, thì từ khi niêm yết ở HOSE thì cổ phiếu này cũng đã mang lại cái lợi suất cũng tương đối tốt cho các nhà đầu tư nắm giữ, và nó đã vượt trội hoàn toàn so với chỉ số VN Index. Thì trong tương lai nó còn tiếp tục vượt trội hay không thì chúng ta hãy đi vào phân tích chi tiết hơn đối với cổ phiếu NT2 này. Trước tiên đó là về cái bảng tóm tắt qua về tình hình kết quả kinh doanh, tài sản, dòng tiền của cổ phiếu NT2 này. Thì đây là một doanh nghiệp chín muồi và trả cổ tức khá cao. Nếu như năm 2016 trả 2.500, 2017 3.000, 2018 2.400, 2019 2.500, 2020 thì công ty dự kiến trả 2.000, nhưng tôi cho rằng là có thể cao hơn, có thể đạt 2.300 đồng. Thì công ty này hiện đã chín muồi khi doanh thu nó xoay quanh khoảng độ 7.000 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế tuy có giảm dần đây là do liên quan đến giá bán điện đang ngày càng suy giảm và một số yếu tố khác. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta quan tâm là từ năm 2020-2021 trở đi thì cái kết quả kinh doanh nó sẽ như thế nào. Đây là một doanh nghiệp có dòng tiền rất tốt. Tiền từ hoạt động kinh doanh dương rất lớn và thường hơn gấp đôi so với lợi nhuận sau thuế. Đó. Tiền từ hoạt động đầu tư thì rất nhỏ do doanh nghiệp này cơ bản không cần đầu tư nữa. Tiền từ hoạt động tài chính thì âm rất lớn do NT2 đang trả nợ gốc vay rất nhiều và trả cổ tức lớn. Hơn nữa, NT2 là một doanh nghiệp cũng có khấu hao rất là đều đặn nhiều và sẽ sớm có thể hoàn thành tất cái việc khấu hao hết cái nhà máy chính. Thì cái việc chi tiết như thế nào thì tôi sẽ cùng đi chi tiết với quý vị và các bạn thông qua 4 cái yếu tố đối với riêng cổ phiếu NT2. Thứ nhất là đánh giá về cái công nghệ của cái nhà máy sản xuất điện của NT2. Thứ hai là đánh giá về tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh cũng như cái dòng tiền của NT2. Thứ ba là có một điều rất đáng chú ý đối với NT2, đó là khấu hao của NT2 cũng sẽ sớm hết và nợ vay lại càng sớm hơn hết. Do đó sẽ thúc đẩy giúp cho NT2 có thể tăng trưởng, tuy không cao nhưng khá ổn định và mang lại thêm cái giá trị cho cổ đông. Và thứ tư đó là cái vị trí chiến lược của nhà máy Nhơn Trạch 2 này có rất nhiều cái lợi thế cho công ty. Thì sau đây chúng ta sẽ vào từng phần ạ. Trước tiên là đánh giá về công nghệ nhà máy của NT2. Thì đây là cái công nghệ tiên tiến nhất của Đức. Chính vì thế, tuổi thọ của nhà máy sẽ cao hơn rất nhiều so với các cái công nghệ khác. Tiếp đó là cái hiệu suất điện của nhà máy NT2 cũng được đánh giá rất là cao. Và cái tuổi thọ của NT2 so với các cái nhà máy nhiệt điện than thì
chúng tôi có nghiên cứu, có đánh giá và trao đổi với rất nhiều các chuyên gia, thì họ cho rằng cái công nghệ này có thể vượt trội hơn so với các nhà máy nhiệt than lên đến 10 đến thậm chí 20 năm. Và tiếp theo, đó là nhà máy này sử dụng khí đầu vào là dầu khí, là khí. Và bên cạnh đó có một phần than, tuy nhiên khí là chủ yếu. Do đó cái máy móc của nó lại càng bền hơn so với những nhà máy nhiệt điện than. Do những nhà máy nhiệt điện than tạo ra rất nhiều xỉ và nó làm hại máy rất là nhanh. Đơn cử như ví dụ, đây tuy nó không sát lắm, nhưng mà ví dụ như quý vị và các bạn có thể thấy, nếu mà các cái bếp của chúng ta chẳng hạn sử dụng than nhiều mà xem, thì nó sẽ rất nhanh han, rất nhanh rỉ. Tuy nhiên nếu mà sử dụng theo kiểu bếp dầu hay là các cái thiết bị mà chạy xăng dầu ấy, thì về cơ bản nó chạy khá là ngon và nó ít bị ảnh hưởng. Hay là ngay cả cái bếp ga của chúng ta cũng thế thôi, quý vị có thể thấy rất là bền. Tiếp theo, máy móc của NT2 chúng tôi đã đến khảo sát cách đây khoảng 2 năm, đó là vào năm 2018. Qua việc khảo sát cũng như đánh giá về cái hiệu suất tạo ra điện của NT2 cũng như trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp, thì chúng tôi nhận thấy rằng cái máy móc của NT2 sau khoảng gần 10 năm đi hoạt động nó vẫn gần như mới. Hiệu suất nó giảm không đáng kể, chạy vẫn rất là ngon và cái chi phí liên quan đến bảo dưỡng bảo hành rất thấp đối với nhà máy này. Như vậy đây có thể coi là một trong những lợi thế rất mạnh của NT2 để có thể duy trì được cái hoạt động kinh doanh trong ít nhất khoảng độ 20 năm tới ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đánh giá về tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và dòng tiền của NT2 như thế nào. Chúng tôi cũng đặt lại cái tóm tắt về doanh thu, lợi nhuận, rồi dòng tiền, khấu hao, rồi tài sản cố định cũng như cổ tức. Thì trước tiên là về đánh giá về tài sản, thì cái cơ cấu tài sản của NT2 rất là phù hợp với lĩnh vực nhiệt điện của mình. Đó là chủ yếu là tài sản cố định là chính, trong khi tài sản ngắn hạn thì nó không nhiều, không nhiều. Hơn nữa, cái cơ cấu tài sản của NT2 cho thấy cái tài sản dài hạn của nó đang ngày càng giảm rất mạnh, nguyên nhân do khấu hao rất lớn hàng năm. Nó cũng rất phù hợp với việc là đây là một doanh nghiệp chín mùi và không gia tăng đầu tư thêm tài sản cố định. Yếu tố thứ hai đó là về nguồn vốn thì rất ít rủi ro, với tỷ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu khoảng 40% và đang giảm dần rất mạnh hàng năm khi NT2 trả bớt nợ vay rất là nhiều. Và thứ ba, lợi nhuận sau thuế có thể thấy của NT2 có đi xuống từ năm 2016 đến nay. Nguyên nhân do các vấn đề sau. Một, nó liên quan đến đó là cái khí cung cấp cho NT2 nó không được phun 100% mà thường ở mức 90%. Thứ hai, đó chính là cái giá bán điện gần đây đã bị điều chỉnh, thành ra làm cho kết quả của NT2 có sự đi xuống. Bên cạnh đó thì chúng tôi nhận thấy rằng cái yếu tố tỷ giá nó cũng tác động đến một phần trong những năm lợi nhuận của NT2 cao. Tuy vậy, trong tương lai, từ năm 2020 đổ đi, thì chúng tôi đánh giá kết quả kinh doanh của NT2 có thể giảm trong năm 2020 nhưng mà tăng trở lại khá mạnh mẽ từ 2021. Thì tăng như thế nào thì chúng ta sẽ trao đổi ở cái phần sau. Tiếp theo, về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của NT2 luôn cao hơn gấp tối thiểu 2 lần so với lợi nhuận. Đây là một cái dòng tiền rất tốt. Nó tạo điều kiện cho việc NT2 sẽ trả cổ tức rất nhiều, dẫn đến dòng tiền từ hoạt động tài chính âm rất lớn đấy ạ. Quý vị có thể nhận thấy đấy ạ, âm rất lớn. Vừa trả cổ tức vừa trả bớt nợ, trong khi cái nhu cầu đầu tư gần như không có nhiều, do các cái tài sản cố định của NT2 vẫn chạy rất tốt và nó không cần phải mua sắm thêm thiết bị. Thì trên đây là tôi đã đánh giá về cái tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và dòng tiền. Về cơ bản là rất tốt. Kết quả kinh doanh tuy có giảm trong các năm qua nhưng mà trong tương lai chúng tôi kỳ vọng nó sẽ không giảm nữa và thậm chí có thể bật tăng trở lại khá tốt. Tiếp theo ạ, về một cái rất là đặc biệt ở NT2 có thể hỗ trợ cho công ty tương lai có cái dòng tiền trả cổ tức tốt hơn cũng như có thể tăng trưởng lợi nhuận tuy không nhiều, thì đó chính là khấu hao và nợ vay. Đó. Trước tiên là chỉ tiêu về tài sản cố định. NT2
hiện nay là 4.853 tỷ. Thì khấu hao tài sản cố định hàng năm là trên 690 tỷ. Thì chúng tôi nhận thấy rằng khấu hao tài sản cố định còn 6 năm nữa là hết. Khi đó thì kỳ vọng giá vốn hàng bán sẽ giảm khoảng 7%. Tức là về cơ bản khấu hao chiếm đâu đó khoảng 11% tổng chi phí giá vốn hàng bán. Tuy vậy, khi hết khấu hao thì chúng tôi cho rằng NT2 vẫn phải hàng năm bỏ ra một số tiền để có thể bảo trì, tiểu tu, trung tu hay đại tu cái nhà máy NT2 hàng năm. Do đó nó có thể mất khoảng độ 3% đến 4% giá vốn. Chính vì thế cái việc khấu hao, khi hết khấu hao thì nó sẽ không hoàn toàn giảm cho chúng ta 690 tỷ chi phí đâu ạ. Chúng tôi cho rằng trung bình hàng năm có thể giảm khoảng 400 tỷ chi phí giá vốn hàng bán cho NT2. Và tiếp theo, nợ vay của NT2 tính đến cuối năm 2019 đó là 1.841 tỷ. Trong khi cái việc trả nợ của NT2 khoảng hơn 1.000 tỷ một năm. Chính vì thế, chúng tôi cho rằng vào nửa cuối năm 2021 thì cái nợ vay của NT2 sẽ hết. Do đó, cái chi phí tài chính sẽ giảm so với năm 2019 khoảng độ 120 tỷ đồng mỗi năm. Như vậy có thể thấy từ hai cái yếu tố này giúp cho cái chi phí của NT2 giảm khoảng 520 tỷ tương ứng với cái lợi nhuận sau thuế là đâu đó khoảng độ 410 tỷ đồng tăng thêm từ cái khoản này. Tuy vậy chúng ta cũng không thể kỳ vọng rằng việc tăng lợi nhuận này nó sẽ đóng góp toàn bộ vào kết quả kinh doanh để tăng từ việc hơn 600 tỷ lên 1.000 tỷ đâu ạ. Bởi vì NT2 sẽ vẫn còn gặp những cái khó khăn nhất định về giá hợp đồng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ở phía sau đây. Thì tiếp theo, đó là cái vị trí nhà máy của NT2 chúng tôi cho rằng rất thuận lợi. Quý vị và các bạn có thể thấy đấy ạ, đây là vị trí của công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 đấy ạ, ở Đồng Nai. Đó, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tuy vậy nhưng nó khá gần thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Và đặc biệt nó cách các cái khu công nghiệp lớn ở khu vực này không xa lắm. Chính vì thế cho nên nó sẽ là doanh nghiệp được hưởng lợi hay là rất là thuận lợi khi chuyển sang hình thức là có thể bán điện cho các cái đối tác khác ngoài EVN khi nhà nước có cái cơ chế chính sách rõ ràng cho các đối tượng này. NT2 hoàn toàn có thể bán điện trực tiếp cho các cái khu công nghiệp, cho các cái doanh nghiệp ở xung quanh. Bên cạnh đó, với vị trí rất là thuận tiện cho giao thông đường thủy và cũng rất là gần Vũng Tàu là cái trung tâm dầu khí lớn của Việt Nam. Bởi vậy cho nên khi cái dòng khí được vận chuyển từ các mỏ khí về với NT2 thì nó cũng tương đối là thuận lợi và hữu ích và rất là tốt cho NT2 ạ. Do đó chúng tôi đánh giá cái vị trí của NT2 như vậy là rất thuận lợi và là một lợi thế cạnh tranh đối với NT2 trong tương lai ạ. Tiếp theo đó là rủi ro đối với cổ phiếu NT2. Thì trước tiên đó là rủi ro tỷ giá. Thì như trước đây NT2 vay nợ lên đến rất là nhiều, 5-6 ngàn tỷ đổ lên, thì cái tỷ giá tác động hàng năm rất là mạnh mẽ. Nó có thể làm doanh nghiệp tăng lợi nhuận 3-4, 5-600 tỷ và cũng có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp lên đến 4-5-600 tỷ một năm được. Tuy vậy như quý vị và các bạn vừa có thấy ở trên, đó là nợ vay của NT2 còn hơn 1.800 tỷ thôi. Do đó là cái tác động về tỷ giá đối với doanh nghiệp này nó sẽ rất nhỏ. Ví dụ nếu 1% tác động thì đâu đó nó ảnh hưởng đến khoảng độ 18-20 tỷ lợi nhuận mà thôi. 2% thì nó cũng chỉ lên đến 40 tỷ lợi nhuận tăng hoặc giảm mà thôi. Do đó nó rất nhỏ. Hơn nữa thì NT2 sắp hết nợ vay vào nửa cuối 2021. Do đó cái tỷ giá này đến hết 2021 về cơ bản sẽ không còn tác động gì đối với NT2 cả. Nhìn chung cái tỷ giá này có tác động hiện nay nhưng nó tác động nhỏ. Thứ hai đó là rủi ro nguồn khí đầu vào của NT2. Thì NT2 những năm vừa qua về cơ bản chỉ hoạt động được 90 thậm chí chưa đến 90% công suất nhà máy. Thì đến năm 2021 khi sao vàng Đại Nguyệt đi vào hoạt động
Thì về cơ bản, nguồn khí chúng tôi cho rằng NT2 sẽ được cấp khá là đầy đủ và nhiều hơn so với những năm gần đây. Thì thực tế, những cái kế hoạch trước đó thì sao vàng Đại Nguyệt sẽ đi vào hoạt động sớm hơn cơ. Nhưng mà do Covid xảy ra làm cho cái dự án này bị lùi mất thời gian đâu đó khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng. Do đó đến 2021 thì chúng tôi mới cho rằng nó sẽ đi vào hoạt động và bắt đầu cấp khí cho NT2, có thể là từ cái quý 2 hoặc là quý 3 năm 2021. Vì thế, cái nguồn khí đầu vào năm 2020 này cơ bản vẫn bị ảnh hưởng xấu. Thế do đó là ảnh hưởng khá là tiêu cực đến lợi nhuận sau thuế của công ty. Tuy nhiên từ 2021 như tôi đã đưa ra đó, thì chúng tôi đánh giá cái rủi ro này nó sẽ không lớn. Tiếp theo, đó là rủi ro về giá khí đầu vào. Thì do NT2 chủ yếu hoạt động bởi cái khí ga đấy ạ. Bên cạnh đó thì có một phần than. Thế thành ra là NT2 cũng bị ảnh hưởng bởi cái giá nguyên vật liệu, đó là khí và than. Tuy nhiên thì do cái từ khi Mỹ có cái công nghệ dầu mới, đó là dầu đá phiến, đã làm cho giá dầu thế giới rất khó có thể tăng mạnh như những cái giai đoạn 2014 hay 13, 14 gì đó, mà nó sẽ luôn duy trì ở mức tương đối thấp. Và đây cũng đồng nhận xét của các cái chuyên gia hàng đầu về dầu khí ở trên thế giới. Vì thế cho nên chúng tôi cho rằng cái giá khí đầu vào này cũng có tác động đến NT2. Tuy vậy nó sẽ không quá mạnh. Hơn nữa, NT2 cũng được gas, cũng được nhà nước đảm bảo một cái lượng khí với cái giá đầu vào được ấn định trước, làm giảm bớt cái rủi ro đầu vào này. Do đó cái rủi ro này là có, nhưng chúng tôi sẽ đánh giá rằng nó sẽ không quá mạnh đối với NT2 ạ. Tiếp theo, cái rủi ro lớn nhất đối với NT2 trong năm nay cũng như các cái năm tới thì chúng tôi cho rằng đó là chính là cái hợp đồng mua bán điện với EVN PPA, rồi là giá điện trên thị trường cạnh tranh tự do CGM dài hạn, thì khả năng sẽ tiếp tục giảm nhẹ hàng năm, có thể giảm khoảng độ 20 đồng một kWh khi bán cho EVN, tức là tương ứng với nó sẽ giảm giá khoảng độ đâu đó khoảng 1,4% một năm cho cái giá bán điện cho EVN. Thì tuy vậy, chúng tôi cho rằng cái việc giảm giá bán điện này nó có thể bù đắp một phần bởi cái lãi vay giảm. Thì như chúng tôi đánh giá thì sau 2021 thì lãi vay sẽ giảm được 120 tỷ đồng mỗi năm. Thế do đó về cơ bản nó vừa đủ bù cái giảm giá bán điện cho EVN khoảng 20 đồng một số, tức là khoảng độ nhìn 100 tỷ vậy. Và đến năm 2026 thì cái chi phí khấu hao về cơ bản sẽ rất là nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/3 hiện nay mà thôi, kể cả chi phí bảo trì vào trong đó. Thế do đó từ năm này chúng tôi cho rằng lợi nhuận của NT2 lại có thể tăng thêm một phần nữa, rất là tốt, và nó hoàn toàn có thể bù lại được cái việc giảm giá bán điện cho EVN suốt từ năm 2022 đến năm 2026 được. Tiếp theo, đó là rủi ro trong ngắn hạn năm 2020, chính là Covid-19. Thực tế cho thấy ngành điện là một ngành ít bị ảnh hưởng nhất bởi cái dịch bệnh. Tuy vậy, nó cũng làm cho cái cầu về điện tăng trưởng thấp hơn so với dự kiến trước đó, làm giảm giá bán điện cạnh tranh 9% trong tháng 3 vừa qua. Và cái hợp đồng bán điện của NT2 với EVN sẽ giảm. Và đây là một cái yếu tố ngắn hạn tác động, chúng tôi đánh giá là cũng hơi mạnh một chút đối với NT2. Và nó có thể làm cho công ty năm nay giảm lợi nhuận khoảng độ 10-15%. Trên đây là tôi đã trình bày những cái rủi ro rất là chi tiết đối với cổ phiếu NT2. Và tiếp theo là tôi cũng đưa ra dự báo sơ qua cái kết quả kinh doanh của NT2. Đó là doanh thu năm 2020 có thể giảm khoảng 10% về mức 6.600 tỷ đồng đến 6.800 tỷ đồng. 2019 là đạt 7.500 tỷ đồng đó. Do
đó là giá bán điện giảm khoảng 1,5 đến 3%. Trong trường hợp tích cực nhất thì chúng tôi cho rằng cái PPA đối với EVN sẽ giảm khoảng 20 đồng. Nhưng mà trong cái trường hợp tiêu cực nhất, chúng tôi cho rằng có thể giảm khoảng 50 đồng, thì tương ứng với 3%. Do đó làm cho cái doanh thu của NT2 sẽ giảm một khoản khá khá. Về điều B, đó là NT2 sẽ về cơ bản sẽ bị thiếu khí hoạt động do cái mỏ sao vàng Đại Nguyệt đi vào hoạt động chậm, bị cái ảnh hưởng bởi cái dịch Covid vừa rồi. Chính vì thế cho nên làm doanh thu của công ty 2020 có thể giảm. Các năm sau từ 2021, chúng tôi cho rằng doanh thu sẽ phục hồi trở lại, tăng trưởng và có thể đạt bằng mức năm 2019, do NT2 sẽ có đủ cái nguồn khí hoạt động với cái công suất cao hơn và cái cầu về điện của nền kinh tế cũng tăng trưởng trở lại mạnh hơn. Và thứ ba, đó là lợi nhuận sau thuế năm 2020, chúng tôi tính toán có thể giảm khoảng 10 đến 15%, tức là lợi nhuận sau thuế từ 754 tỷ có thể giảm về đâu đó chỉ còn khoảng 650 tỷ mà thôi. Thì nguyên nhân như có trao đổi ở trên, đó là do thiếu khí này thứ nhất, thứ hai là giá bán điện có thể giảm nhiều hơn so với những năm trước do cái cầu về điện giảm so với cái kỳ vọng ban đầu. Bởi vậy cho nên lợi nhuận sẽ có thể giảm như vậy. Tuy vậy là lợi nhuận sau thuế từ 2021 trở đi, chúng tôi đánh giá rằng sẽ tăng trở lại khá là tốt do cái lãi vay bù đắp hoàn toàn được cái PPA của năm đó. Trong khi sản lượng tăng sẽ thúc đẩy cái lợi nhuận gộp tăng và làm tăng cái chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Và trên đây là tôi đưa ra có cái dự báo ước lượng tương đối đối với một số cái khoản mục liên quan đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ nhất là doanh thu năm 2020 đâu đó sẽ giảm còn có thể chỉ khoảng 6.700 tỷ. Tức là từ 6.600 đến 6.800 đấy, tôi lấy số trung bình. Và đến năm 2021 thì doanh thu có thể trở lại mức khoảng 7.700 tỷ. 2022 thì chúng tôi cho rằng doanh thu có thể đạt 8.200 tỷ. Khi mà năm 2022 thì sao vàng Đại Nguyệt đã cung cấp khí ngay từ đầu năm đầy đủ cho NT2. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng 2022 nền kinh tế sẽ có thể trở lại một cách rất mạnh mẽ, khiến cho cầu điện sẽ tăng rất cao. Chính vì thế cái việc huy động từ NT2 sẽ tối đa hóa công suất. Tiếp theo về lợi nhuận sau thuế thì 2020 thì sẽ là 650 tỷ, 2021 sẽ tăng lên 750 tỷ. Do lãi vay 2021 sẽ giảm khá khá, trong khi sản lượng tăng cũng tốt. Và cái giá PPA chúng tôi dự kiến là sẽ giảm tương đối thấp, chỉ khoảng độ 20 đồng mà thôi. Và đến năm 2022 thì lợi nhuận cũng tiếp tục tăng thêm một chút nữa, lên khoảng 800 tỷ. Thì tương ứng với EPS 3 năm đó như sau. Thứ nhất, 2020 là khoảng 2.280 đồng, 2021 là khoảng 2.630 đồng và 2022 là khoảng 2.807 tỷ đồng. Và cổ tức chúng tôi cho rằng 2020 có hoàn toàn có thể đạt khoảng 2.300 đồng và 2021 là 2.500 đồng, 2022 có thể đạt 2.800 đồng. Do cái dòng tiền của NT2 rất là mạnh và cái nguồn tiền mặt của nó vẫn còn, do đó hoàn toàn có thể đủ khả năng trả cái mức cổ tức rất là cao như thế này. Và cái cổ tức trên thị giá của NT2 so với giá hiện tại đâu đó khoảng độ 22.000 đồng thì năm 2020 có thể đạt suất cổ tức 10,5% trước thuế, 2021 là 11,5% trước thuế, 2022 là khoảng 12,8% lợi nhuận trước thuế. Và từ các năm sau nữa thì chúng tôi cũng cho rằng hoàn toàn có thể duy trì được mức cổ tức trung bình từ 2.500 đến 3.000 đồng một năm. Thì như vậy, với những cái dự báo kết quả kinh doanh như trên đây thì AZFIN đã đưa ra định giá cổ phiếu NT2 như sau. Thì NT2 do là một cái doanh nghiệp trả cổ tức rất đều đặn, chín muồi. Chính vì thế cho nên là chúng tôi cho rằng áp dụng phương pháp định giá chiết khấu cổ tức cũng rất tốt. Và từ phương pháp định giá chiết khấu cổ tức này thì chúng tôi ra được giá của NT2 khoảng 25.800 đồng một cổ phiếu. Tiếp theo, đối với các doanh nghiệp nhiệt điện về cơ bản đã full công suất, hoạt động tương đối ổn định. Thế cho nên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp định giá EV trên EBITDA. Thì với cái phương pháp định giá EV trên EBITDA này thì chúng tôi ra được cái giá cổ phiếu của NT2 đâu đó là khoảng 28.600 đồng một cổ phiếu. Tiếp tục theo là một số bạn rất là thích định giá theo phương pháp PE. Thì chúng tôi cho rằng NT2 là một cái trường hợp
có cái kết quả kinh doanh nó cũng tương đối ổn định, đúng không ạ? Tương đối ổn định. Do đó là chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp PE là khoảng 25.600 đồng trên một cổ phiếu. Như vậy tổng kết cả các cái phương pháp định giá với các cái trọng số chúng tôi cho khác nhau. Tức là đối với mỗi phương pháp phù hợp khác nhau thì sẽ khác nhau. Ví dụ như DDM thì chúng tôi cho cái trọng số cao nhất, bởi vì cổ phiếu này là trả cổ tức tiền mặt rất là lớn, và việc định giá theo chiết khấu cổ tức thì nó khá là phù hợp với cái trường hợp này. Do đó tỷ trọng nó được cao nhất. Và nhìn chung thì giá cổ phiếu NT2 chúng tôi cho rằng cái giá trị nội tại của nó hoàn toàn xứng đáng với mức 26.500 đồng một cổ phiếu, tức là cao hơn mức giá hiện tại ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020 là khoảng 4.500 đồng. Đó. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đưa ra các cái khuyến nghị về đầu tư đối với cổ phiếu NT2. Đó. Trước tiên là NT2 sẽ phù hợp với đầu tư ăn cổ tức. Với cái tỷ suất cổ tức lâu dài có thể đạt 12% trên cái giá hiện tại, tức là tương ứng với gấp 2 lần so với gửi lãi ngân hàng, thì đây thực sự là một mức cổ tức hấp dẫn đối với những nhà đầu tư cần cái sự an toàn và cần cái sự gọi là ăn chắc mặc bền. Đó. Và thứ hai đó là nên mua cổ phiếu với một cái biên an toàn nhất định. Thì trên đây là những cái định giá của chúng tôi dựa trên những cái giả định có cái xác suất xảy ra cao nhất. Tuy nhiên chúng ta không thể biết được rằng trong tương lai có những cái rủi ro gì lớn chẳng hạn. Chính vì thế cho nên để có thể chắc chắn một cách tương đối chúng ta có thể đạt được cái lợi nhuận cao, thậm chí hoặc có thể là đạt lợi nhuận cao hơn so với suất cổ tức chẳng hạn, và còn tiềm năng để có thể tăng giá trong tương lai, thì chúng ta nên mua với một cái biên an toàn. Thì đối với những cái cổ phiếu mà biến động mạnh về kết quả kinh doanh, cổ tức thấp thì chúng ta nên mua cái biên an toàn rất là cao. Nhưng đối với NT2 là một doanh nghiệp hoàn toàn là ổn định, dòng tiền tốt, thì chúng tôi cho rằng cái biên an toàn khoảng 20% là rất rất hấp dẫn đối với cái cổ phiếu này. Tức là cái vùng giá 21.500 đồng là một vùng rất tuyệt vời để có thể nhặt dần NT2. Và cũng lưu ý với quý vị rằng chúng ta hãy cứ bình tĩnh mà nhặt, cũng không phải vội vàng gì với cổ phiếu này cả. Về cơ bản, bởi vì năm 2020 này như chúng tôi dự báo, lợi nhuận sau thuế của nó có thể giảm 10-15% so với 2019, trong khi tỷ suất cổ tức là giảm so với 2019. Vì thế, cho nên chúng ta còn rất nhiều cơ hội để có thể nhặt cổ phiếu NT2 này. Và bên cạnh đó, như clip đầu tiên, chúng tôi cũng có định giá về cổ phiếu PPC, thì đây cũng là một cái cổ phiếu rất tốt để đầu tư ăn cổ tức với tỷ suất cổ tức tương đối cao. Thì quý vị và các bạn có quan tâm đến cái trường phái đầu tư ăn cổ tức này, có thể quay lại cái clip của PPC chúng tôi để ở phía dưới mô tả này để có thể vào xem và đánh giá cái cổ phiếu này là một cơ hội đầu tư tốt hay không. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn thích những cái cổ phiếu mà có sự tăng trưởng theo xu hướng tương lai rất tốt, bên cạnh đó lại có cái suất cổ tức tương đối ok, thì quý vị có thể xem cái clip về định giá cổ phiếu FPT ở cái phần thứ 2 trong 69 clip định giá cổ phiếu. Hay quý vị và các bạn có thể quan tâm đến một cổ phiếu bảo hiểm theo cái trường phái Triple Pay của AZFIN Việt Nam, đó là cổ tức cao, định giá rẻ và tăng trưởng tốt. Thì quý vị và các bạn cũng có thể xem lại cái clip về định giá cổ phiếu ABI mà chúng tôi đã thực hiện vào đầu tháng 7 vừa rồi. Thì quý vị và các bạn muốn xem lại tất cả các clip đó thì hãy kéo xuống cái phần mô tả của cái clip này để quý vị có thể kích vào đấy xem. Bên cạnh đó thì quý vị có bất kỳ các cái trao đổi hay là muốn làm rõ thêm về cổ phiếu NT2 thì hãy vui lòng comment ở phía dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp cho quý vị và các bạn đầu tư một cách hiệu quả và thành công. Thì trên đây là tôi đã trình bày về cái định giá cổ phiếu NT2, cổ phiếu rất hấp dẫn, đầu tư cổ tức lâu dài. Thì chúc quý vị và các bạn thu hái được những cái kết quả, những cái kiến thức tốt từ cái chuỗi clip này của AZFIN Việt Nam. Và rất hy vọng rằng quý vị và các bạn cùng với chúng tôi hãy lan tỏa kiến thức đến với cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán để cho thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển hơn, ngày càng minh bạch hơn và đặc biệt ngày càng hiệu quả hơn đối với những nhà đầu tư chân chính. Bên cạnh đó sẽ góp phần loại bỏ những cái doanh nghiệp bán giấy, những cái doanh nghiệp làm ảo hiện nay chiếm tới khoảng 50% cổ phiếu trên sàn, để cho đất nước Việt Nam mình ngày càng phát triển hơn.
lại còn thêm thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Và một lần nữa, xin chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái clip thứ tư trong chuỗi 69 clip định giá cổ phiếu. Xin chào và hẹn gặp lại.